Chào quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Con xin mọi người chúng ta cùng đứng lên một lần nữa để nghe tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ." Đó là lời Chúa. Buổi hội thảo này là buổi hội thảo cuối của những ngày Thánh Mẫu năm 2013 rồi. Đây là cái hội thảo cuối cùng, cho nên có lẽ là thời gian cũng được du di một tí xíu. Và con biết rằng quý vị cũng đã rất là vất vả, không những là từ phương xa đến đây, và những ngày, hai ngày vừa qua đã hy sinh rất là nhiều để mà ngồi nghe các cha thuyết trình các đề tài khác nhau về đời sống đức tin, về đời sống gia đình, đời sống hôn nhân, đời sống tình yêu của các bạn trẻ, vân vân. Để đáp lại cái chân tình, nhiệt tình của quý vị ở đây, và hôm nay cũng là cái hội thảo cuối cùng rồi, thì con xin được mạn phép, nếu mà quý vị cho phép, cho con được hát tặng cho quý vị một bài, có được không? Hát thứ nhất là để cho chúng ta tỉnh ngủ. Thứ hai, bài hát này con muốn hát bởi vì nó cũng là một lời cầu nguyện. Cho nên con hy vọng rằng mỗi lần khi mà con hát trong những chương trình hội thảo như thế này thì không có mục đích là trình diễn, nhưng mà con hát bởi vì nó đi vào nội dung của bài chia sẻ của con cách riêng, là nó một lời cầu nguyện. Cho nên con cũng hy vọng rằng quý vị lắng nghe, để rồi cùng với con chúng ta tâm tình những cái lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.
nhạc phẩm mà con sẽ hát tặng quý vị ở đây, cũng như cùng cầu nguyện với quý vị, được mang tên là Lỗi Hẹn do nhạc sĩ Lê Đức Hùng. Bài Lỗi Hẹn này không phải là cái bài mà hẹn chiều nay mà sao không thấy em đâu. Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, ngại ngần lần lượt rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thông hối quỳ đầy hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỗi hẹn rồi, Giê-xu ơi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lượt ngại ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thông hối quỳ đầy hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỗi hẹn rồi, Giê-xu ơi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Con cảm ơn.
Như chúng ta đã biết trong năm đức tin này, khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 công bố năm đức tin, thì một trong những mục đích của năm đức tin là để rồi cho chúng ta nhìn lại con người của Đức Kitô là trung tâm điểm của niềm tin của chúng ta. Và rồi cũng sám hối lại những lần mà chúng ta đã thiếu sót, để rồi chúng ta không trung thành một cách trọn vẹn trong đức tin, không trung thành một cách trọn vẹn với Đức Kitô. Thì bài hát con vừa cùng cầu nguyện với quý vị vừa nói lên cái tâm tình ăn năn sám hối vì những lúc chúng ta đã lỗi hẹn với Chúa, có những lúc chúng ta hứa nhưng mà chúng ta đã không làm, có những lúc chúng ta hứa nhưng mà chúng ta chưa làm, và có những lúc chúng ta hứa và chúng ta chưa có làm một cách trọn vẹn. Và hơn nữa, chúng ta cầu xin Chúa để rồi với ơn Chúa giúp để cho chúng ta trung thành hơn trong đời sống đức tin. Và không những trung thành bằng cách tin vào Chúa không, mà chúng ta trung thành bằng cách chúng ta còn sống cái niềm tin đó trong mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Hôm qua khi con chia sẻ với quý ông bà anh chị em về đề tài linh dược Chúa ban về đức tin, thì ngày hôm nay khi con chia sẻ về đề tài hơi thở của linh hồn, đó là lời cầu nguyện. Buổi chia sẻ này không phải là một buổi chia sẻ tách riêng biệt ra bởi cái buổi chia sẻ vào ngày hôm qua, nhưng mà thực sự ra đây là một cái phần nối tiếp của cái bài chia sẻ ngày hôm qua của con. Bởi vì đức tin không có việc làm là đức tin chết, mà một trong những việc làm của đức tin thứ nhất là chúng ta cầu nguyện. Việc làm, nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải cầu nguyện. Bởi vì nếu mà tin vào Chúa mà chúng ta không nói chuyện với Chúa, chúng ta không cầu xin Chúa, thì niềm tin của chúng ta có lẽ là chưa vững chắc. Cái việc thứ hai của việc cầu của đời sống đức tin đó là gì? Là chúng ta thi hành việc bác ái. Như hôm qua con có chia sẻ với quý vị một số những mẫu gương của các thánh tử đạo Việt Nam. Nhiều khi chúng ta nghe những mẫu chuyện về gương của các thánh tử đạo Việt Nam thì chúng ta chỉ hầu như nhớ tới các ngài là những người trung kiên, những người can đảm đủ, rồi sẵn sàng đổ máu của mình ra để chứng minh cho niềm tin, đức tin của họ. Nhưng mà đó, những cái sự kiên trung trong đức tin đó thôi, không những chỉ được diễn tả qua việc đổ máu đào ra, mà cái sự trung kiên trong đời sống đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam còn được minh chứng bằng chính đời sống bác ái của các ngài. Các thánh tử đạo Việt Nam hầu như không những ai cũng chỉ trung thành trong đức tin bằng cách sẵn sàng đổ máu đào mình ra, mà ngay đời sống thường ngày của các ngài là những người rất bác ái. Các ngài bác ái bằng việc là gì? Là lo chăm sóc cho các đức cha, các tín hữu đang phải bị trốn chui, trốn nhủi trong những thời kỳ bát đạo. Rồi họ lo đến cho những người nghèo. Ví dụ như là Thánh Đỉnh là người đã lo cho rất là nhiều những người nghèo. Có một thánh thì là thầy thuốc, rồi sẵn sàng lo cho những người nghèo. Nhiều khi lo chữa bệnh cho họ không chưa đủ, còn lấy tiền của gia đình của mình cho những người ốm đau bệnh tật, cho những người nghèo khó. Đến mức độ vợ con của thánh nhân coi như là phàn nàn rằng tại sao ông chữa bệnh cho người ta, ông không lấy tiền, bây giờ ông còn lấy tiền của vợ con để mà cho người ta nữa, thì như vậy không được. Và ông đã nói là gì? Là nếu như bây giờ mà bà và con cái không cho tôi lấy cái tiền này đi cho người nghèo, thì tôi sẽ đi vay của người ta để tôi cho họ. Hay là một vị thánh khác cũng rất là nổi tiếng, đó là một gương của một gia trưởng tử đạo, đó là Thánh Đích, sinh năm 1769, cũng là một người rất bác ái. Bác ái không những lo cho con cái trong gia đình của mình, lo cho những người khác, những người tù tội, ngay cả khi vào trong tù rồi, được gia đình thăm nuôi mang đồ ăn thực phẩm đến để cho ông ăn. Và ông lại không những là nói rằng bây giờ tôi tuổi già sức yếu, không ăn được bao nhiêu và tôi sắp chết rồi, cũng không cần ăn bao nhiêu nữa. Và ông lại chia sẻ những cái phần ăn của mình cho những cái bạn tù khác. Các thánh tử đạo của chúng ta không những kiên trung trong đời sống đức tin bằng cách sẵn sàng xả thân mạng sống của mình, mà còn bằng một đời sống bác ái nữa. Cho nên việc làm thứ hai rất quan trọng của đời sống đức tin đó là việc sống bác ái. Trở về với đời sống cầu nguyện, có lẽ trong chúng ta ở đây là những người công giáo, không ai trong chúng ta đã không từng ít nhất là vài lần cầu nguyện. Cái chủ đề cầu nguyện có lẽ rất thường với chúng ta rồi. Và có lẽ là nhiều người cũng có nhiều câu thắc mắc. Ví dụ như hôm qua có một cô thắc mắc về vấn đề hay chia trí trong việc cầu nguyện. Và cô nói rằng, thưa cha, nhiều khi con cầu nguyện lần chuỗi 50, lần chuỗi mân côi, con khó cầm lòng cầm trí lắm, con hay lo ra.
mà những lúc con làm những việc khác không sao, mà lúc con đọc kinh cầu nguyện thì con hay bị chia trí lắm. Như vậy thì có phải là, nhiều người hỏi rằng, như vậy có phải là ma quỷ nó cám dỗ con không? Tại sao mà khi con coi phim con không thấy buồn ngủ, không chia trí? Nhưng mà khi con cầu nguyện thì con lại thấy buồn ngủ, con chia trí. À, có lẽ ma quỷ cũng cám dỗ chúng ta cũng có, nhưng mà đôi khi chính chúng ta cám dỗ chúng ta cũng có. Con đưa ví dụ, biết rằng sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, chúng ta cần phải đi lễ rồi. Nhưng mà thôi cuối tuần rồi, ngồi coi lâu rồi, đi làm cả cuối tuần, giờ ngồi coi phim, bộ phim Hàn Quốc, tình cảm cho nó giải trí một tí. Thế là coi cho tới nó thôi 10 giờ đi ngủ để sáng hôm sau dậy đi lễ. Nhưng mà vừa 10 giờ thì tới cái cảnh là hai vợ chồng nó đang cãi nhau sắp sửa ly dị rồi. Cho nên thôi coi một tí xem là nó có ly dị hay không. À coi một tí nữa thôi, thành 10 giờ 30, 10 giờ rưỡi rồi. Mà bây giờ nó ly dị rồi thì hình như là nó lại sắp sửa quen một cô khác, thôi coi một tí nữa. À, thế là coi làm sao, coi tới 2 giờ sáng. Sáng hôm sau đi lễ Chủ nhật, ngồi vừa ngủ gà ngủ gật, cha giảng tới đâu con đồng ý tới đó. Rồi đổ tội là gì? Ma quỷ nó cám dỗ. Ma quỷ nào nó cám dỗ? Chính chúng ta cám dỗ chúng ta đây này. Là bởi sao? Vì chúng ta mê coi phim quá, chúng ta không chuẩn bị tâm hồn, biết rằng sáng mai đi lễ thì hôm nay chúng ta ngủ sớm đi, để ngày mai chúng ta khỏe mạnh đi tham dự thánh lễ cho nó tỉnh táo sốt sáng, được không? Chúng ta thức khuya hoặc là vui chơi, để rồi chúng ta ngày hôm sau mệt mỏi thì chúng ta dễ buồn ngủ, thì lúc chúng ta lại đổ tội cho ma quỷ rằng ma quỷ nó cám dỗ con. Không biết là quý vị có nghe cái câu chuyện hài hước là có một tu sĩ nọ thấy một cái cây có những trái ngon quá, mới muốn lên để vặt hái nó ăn trộm. Thì bề trên mới trách phạt là tại sao thầy lại đi ăn trộm ăn cắp như vậy. Thì thầy nói rằng tại vì cái ma quỷ nó cám dỗ tôi. Thì người anh vừa mở miệng nó nói câu đó xong, có một cái bàn tay nó tát vào miệng thầy một cái. Có tiếng nói của ma quỷ đó là gì? Tao chưa kịp cám dỗ mà mày đã ăn rồi. Để cầu nguyện cho sốt sắng, để cầu nguyện cho tốt, cho đúng, chúng ta cần phải có ơn của Chúa. Như bài tin mừng mà con đọc lúc đầu giờ ngày hôm nay, các môn đệ nói với Chúa Giêsu rằng: lạy thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Vậy cầu nguyện là như thế nào? Thứ nhất, cầu nguyện là một việc làm của đức tin. Con xin nhấn mạnh lại, cầu nguyện là một việc làm của đức tin. Chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa toàn năng, là đứng đã tạo dựng nên chúng ta, đã đứng tạo dựng nên trời đất muôn vật. Và cái việc cầu nguyện của chúng ta là một cái hành động đáp trả lại cái tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên cầu nguyện đầu tiên là việc làm của đức tin. Mà đức tin thì chắc chắn phải sâu thẳm hơn những cảm xúc của con người. Cho nên nhiều người nói rằng: thưa cha, con cầu nguyện hay bị khô khan, con cầu nguyện đôi khi con cảm thấy rằng con không được bình an. Đúng, nếu như chúng ta cầu nguyện cảm thấy được bình an, cầu nguyện cảm thấy có một cái gì đó thánh thiện, điều đó tốt lắm. Nhưng mà nếu như cầu nguyện là một việc làm của đức tin, mà đức tin thì sâu thẳm, đức tin sâu thẳm hơn cả những cảm xúc của con người, có nghĩa là gì? Là ngay khi chúng ta cảm thấy muốn cầu nguyện, chúng ta cũng cầu nguyện. Ngay khi chúng ta không muốn cầu nguyện, cũng cứ cầu nguyện. Khi chúng ta cảm thấy sốt sắng, hãy cầu nguyện. Khi chúng ta cảm thấy luôn luôn bị chi trí, cũng cứ tiếp tục cầu nguyện. Khi chúng ta cảm thấy cầu nguyện được bình an, hãy cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà không được bình an, cũng cứ cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện là một việc làm của đức tin, cho nên nó không lệ thuộc vào cảm xúc của chúng ta. Nếu như chúng ta cảm nhận được cái sự bình an đó, điều đó tốt, Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta không cảm nghiệm được, chúng ta vẫn cầu nguyện. Bởi vì chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta tin, chứ không phải là bởi vì chúng ta cảm nhận được cái này hay cảm nhận được cái kia thì chúng ta mới cầu nguyện. Bởi vì chúng ta cầu nguyện, bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa toàn năng, tin vào tình yêu lòng thương xót của Thiên Chúa, tin vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, cho nên chúng ta cầu nguyện. Cho nên thứ nhất, cầu nguyện là một việc làm của đức tin. Thứ hai, đó là cầu nguyện là một việc làm của những người đang yêu. Khi các bạn trẻ yêu nhau, các bạn thường làm gì? Các bạn hẹn hò với nhau. Tiếng Anh gọi là go out for a date. Chúng ta hẹn hò với nhau. Rồi các bạn trẻ sau khi mà hẹn hò với nhau rồi, nhiều khi xin bố mẹ cho đi chơi 9-10 giờ về thôi. Và 9-10 giờ nói chuyện 2 tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy chán. Nhiều khi tới 1-2 giờ sáng mới về. Mà đôi khi cũng chưa cảm thấy thỏa mãn nữa. Khi người ta yêu nhau thì sao? Người ta cứ muốn ở với nhau, người ta cứ muốn trò chuyện với nhau. Nhiều khi bố mẹ chứ tao không biết rằng chúng mày nói chuyện gì mà nói hoài mà không thấy chán.
Nhiều khi nói chuyện bố mẹ được 5-10 phút là nó bỏ đi rồi. Mà nó đi với nhau nói chuyện mấy tiếng đồng hồ không thấy chán. Nhiều khi nói cả đêm. À, bởi vì khi con người ta yêu nhau thì người ta thường nghĩ về nhau, người ta muốn ở bên nhau và người ta muốn trò chuyện tâm sự với nhau. Thì cầu nguyện cũng vậy. Cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta ao ước được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta trò chuyện với Chúa, chúng ta lắng nghe Chúa. Cho nên cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu. Bởi vì chúng ta yêu mến Chúa, cho chúng ta đến với Chúa, chúng ta thỏ thẻ tâm sự với Chúa và chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta ngồi bên Chúa. Khi các bạn trẻ thì khi yêu nhau thì ra ngoài họ hẹn, quý vị lớn tuổi rồi thì chắc là cũng nghe nhau cũng đủ rồi. Nghe nhau mấy chục năm cũng đủ rồi. Nhưng mà có khi hai ông bà già không còn nói nhiều với nhau nữa, nhưng mà ông ngồi ở đây đọc báo, có khi bà ngồi kia vá áo, không nói với nhau câu nào, nhưng mà vẫn cảm thấy bình an và hạnh phúc, bởi vì lúc đó không cần nhất thiết phải nói nữa, mà đang hưởng thụ cái sự hiện diện của nhau trong cùng một gia đình, trong cùng một căn nhà. Thì đối với chúng ta, giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy. Cái lời cầu nguyện đầu tiên của chúng ta là gì? Là chúng ta trò chuyện nói với Chúa. Rồi cách cầu nguyện ra chúng ta suy niệm với Chúa. Rồi chúng ta chiêm niệm với Chúa là khi chúng ta chỉ ngồi thanh lặng để hưởng thụ cái tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa. Nói tới đây thì con xin chia sẻ một tí xíu là có ba cái cách cầu nguyện chính truyền thống của giáo hội. Cái cách cầu nguyện thứ nhất được gọi là khẩu nguyện, có nghĩa là khi chúng ta đọc kinh. Chúng ta đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh ông thánh này, kinh bà thánh kia. Hay là chúng ta trò chuyện tâm sự với Chúa là chúng ta gọi là khẩu nguyện. Chúng ta cầu nguyện một cách gọi là tiếng Anh gọi là conversational prayer. Chúng ta cầu nguyện đối đáp với Thiên Chúa. Cái cách cầu nguyện truyền thống thứ hai đó là cách cầu nguyện suy niệm. Suy niệm ở đây thông thường là người ta sẽ đọc một đoạn lời của Chúa, rồi suy niệm về cuộc đời của Chúa, suy niệm về những lời của Chúa nói, suy niệm về những biến cố trong cuộc đời của Chúa, trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta suy niệm. Đó là cách cầu nguyện thứ hai. Cái cách cầu nguyện truyền thống thứ ba được gọi là chiêm niệm. Cái cách cầu nguyện chiêm niệm này, chúng ta không nhất thiết là phải nói gì nhiều, mà cũng không nhất thiết là chúng ta phải đọc thánh kinh, mà đơn thuần là chúng ta chỉ ngồi âm thầm để rồi hưởng trọn vẹn cái sự hiện diện của Thiên Chúa, tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa mà thôi. Và Thánh Teresa Avila là một trong những người có kinh nghiệm rất dồi dào trong đời sống cầu nguyện để định nghĩa cái sự chiêm cầu nguyện chiêm niệm như thế này. Ngài nói rằng cầu nguyện chiêm niệm là một cuộc trao đổi thân tình giữa bạn hữu một mình bên đứng mà chúng ta biết là Ngài yêu thương chúng ta. Có cả ba cái cách cầu nguyện truyền thống như vậy. Thì để cầu nguyện cho tốt được thì tất nhiên là không phải là khi chia chí hay là lúc không chia chí. Có ai ở đây mà cầu nguyện chưa có bị bao chia chí bao giờ không? Có ai giơ tay cho con cũng đến để bái làm sư phụ? Bởi vì Thánh Tô-ma tiến sĩ nói là gì? Ngay cả chỉ khi đọc kinh một kinh lạy cha thôi cũng chưa chắc chúng ta đã cầm lòng cầm chí được suốt một kinh lạy cha. Chính Thánh Tô-ma tiến sĩ là một thánh tiến sĩ các thiên thần, cũng là một người đạo đức thánh thiện, là thầy dạy của đời sống cầu nguyện, cũng nói rằng ngay cả một kinh lạy cha để cầm lòng cầm chí cho tốt được cũng chưa chắc chúng ta đã làm được. Có một câu chuyện kể rằng có một lần có một vị linh mục nọ nói chuyện về đời sống cầu nguyện với một anh kia, và anh ta nói rằng cũng nói về lời của Thánh Tô-ma tiến sĩ, nói là một kinh lạy cha cũng chưa chắc đã cầm lòng cầm chí được. Thì cái người tín hữu đó nói là không, con sẽ cầm lòng cầm chí được. Bây giờ nếu như con đọc được một kinh lạy cha thì thánh nhân thì cha sẽ thưởng cho con cái gì? Thì cha xứ mới nói rằng nếu như anh đọc được kinh lạy cha từ đầu đến cuối mà không chia chí thì tôi sẽ thưởng cho anh một con ngựa. Thì ông người giáo dân này nói được rồi, nếu vậy con sẽ cầu nguyện. Và anh ta cầu nguyện lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến. Đúng, anh ta quay lại đấy, nhưng mà cha cho con ngựa thì phải nhớ cho con luôn cả cái yên. Cho nên cái việc cầu nguyện, con biết là nhiều người, cách riêng nhiều người giáo dân tốt lành cầu nguyện thường xuyên rất là băn khoăn lo lắng. Vậy thì khi con cầu nguyện mà con cầu nguyện chia chí như vậy thì thứ nhất là có được ơn ích gì không?
Con đang cầu nguyện kính mừng Maria đầy ân phúc, không biết là đã đám cửa chuồng heo chưa? Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, không biết là nó đã tắt bếp chưa, không thì lại cháy nhà. Vân vân, cho nhiều khi chúng ta tự hỏi rằng đọc kinh mà cứ chia lòng chia trí như vậy thì có ơn ích gì không? Thánh Thomas tiến sĩ trả lời như thế này. Ngài nói rằng khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện mà chúng ta chia trí đó, thì chúng ta mất đi cái lòng đạo đức. Bởi vì chúng ta bị lòng chia trí, và có lẽ chúng ta bị mất đi cái cảm giác bình an và thánh thiện đó. Nhưng mà chúng ta không mất hết, chúng ta vẫn được hưởng nhờ những cái ân phúc qua cái việc cầu nguyện đó. Chúng ta không được đón nhận cái cảm giác thánh thiện một cách trọn vẹn, chúng ta không cảm nhận được cái sự đạo đức thánh thiện, nhưng mà chúng ta vẫn được hưởng nhờ cái ân sủng qua cái lời cầu nguyện đó. Đó là câu trả lời của Thánh Thomas tiến sĩ. Cho nên chúng ta đọc kinh cầu nguyện bị chia trí, điều đó là không nên. Đọc kinh cầu nguyện nên cầm lòng cầm trí, nhưng mà chẳng may mà chúng ta chia lòng chia trí lo ra, chúng ta không được hưởng trọn vẹn tất cả những cái gì mà lời cầu nguyện có thể mang lại cho chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn được hưởng cái ân sủng qua cái lời cầu nguyện đó. Kế tới là chúng ta cảm thấy có những cảm giác khô khan trong đời sống cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta có những lúc cầu nguyện một cách rất là sốt sắng, nhưng có những lúc rất là khô khan. Có thể là những ngày mới đến Mỹ này, chúng ta gia đình tối nào cũng đọc kinh chung với nhau một cách thánh thiện tốt lành. Và có khi 3-4 năm nay rồi không còn cái điều đó nữa, trở nên khô khan nguội lạnh. Thì cái sự khô khan nguội lạnh nó như thế nào? Cái sự khô khan nguội lạnh đó, thứ nhất là chúng ta phải xin với Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cũng như đức tin là một ân sủng của Thiên Chúa, chính cái sự cầu nguyện, mặc dù chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhưng mà chính cái lời cầu nguyện của chúng ta cũng là một ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải từ bản thân chúng ta mà chúng ta cầu nguyện được đâu. Thánh Thomas tiến sĩ nói như thế này, Ngài nói rằng cầu nguyện là gì? Là đôi khi cầu nguyện chính là việc Chúa cầu nguyện bởi Chúa. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhưng mà chính cái việc cầu nguyện của chúng ta cũng là ân sủng của Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Bởi vì như con nói đầu tiên là gì? Là lời cầu nguyện là cái sự đáp trả của chúng ta đối với cái tình yêu của Thiên Chúa, đối với quyền năng của Thiên Chúa, mà Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta làm cái điều đó. Cho nên nếu như chúng ta muốn cầu nguyện một sức sáng được, thì chúng ta lại phải cầu nguyện để rồi chúng ta biết cách cầu nguyện. Cầu nguyện để rồi chúng ta cầu nguyện được sốt sáng hơn. Ví dụ như các cha, các thầy, các sơ, hoặc là một số quý vị giáo dân có đọc kinh phụng vụ đó, thì kinh phụng vụ, cái giờ kinh đầu tiên gọi là giờ kinh sách, thì cái việc đầu tiên các cha, các thầy, sơ hoặc quý vị giáo dân nào đọc lời kinh phụng vụ, cái lời nguyện đầu tiên là gì? Lạy Chúa, xin hãy mở môi con. Cái câu đó rất đơn giản, rất là ngắn gọn, mà đôi khi chúng ta coi thường. Nhưng mà riêng cái việc cầu lại, lạy Chúa xin hãy mở môi con ở đây là gì? Là chúng ta đang cầu, lạy Chúa xin hãy đến giúp con mở môi miệng con ra. Bởi vì chính bản thân con không biết mở môi miệng của mình ra để mà thờ lại chúc tụng Chúa. Cho nên xin Chúa hãy đến giúp mở môi miệng của con ra, để rồi con biết cầu nguyện như thế nào, thờ phượng như thế nào cho xứng đáng. Ngay cái câu đầu tiên chúng ta nói thôi, lạy Chúa xin hãy mở môi con, là chúng ta đã xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta biết cầu nguyện rồi. Hay là trong các giờ kinh sáng hoặc giờ kinh chiều của giờ các giờ kinh thần vụ, thì chúng ta đọc là gì? Lạy Chúa xin mau đến giúp con. Con sắp sửa bước vào cái giờ cầu nguyện đây. Xin Chúa giúp cho con. Hãy mau mau đến giúp cho con, để rồi con biết thờ phượng Chúa, con biết thờ lạy Chúa cho đúng cho phải. Bởi vì nếu như không có ân sủng của Chúa, con không biết cầu nguyện như thế nào cho đúng nữa. Đó là thư tác giả của thư cho giáo đoàn Roma chương số 8 dạy rằng gì? Chúng ta sẽ không biết cách cầu nguyện nếu như không có ơn của Chúa, không có sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Cho nên vì vậy, để biết cách cầu nguyện và cầu nguyện cho sốt sắng, để rồi vượt được qua những sự khô khan trong cầu nguyện, thì chúng ta hãy cầu xin với Chúa, để rồi Chúa giúp cho chúng ta biết cách chúng ta cầu nguyện cho nên. Bên cạnh đó, nếu như chúng ta tiếp tục chia trí và khô khan, đừng thất vọng. Đừng thất vọng. Bởi vì chính Thánh nữ Teresa Avila là một thầy dạy của đời sống cầu nguyện, là một thánh tiến sĩ, có rất nhiều kinh nghiệm dồi dào trong đời sống cầu nguyện, cũng đã tự thú nhận là gì? Trong vòng gần 20 năm trời,
Thánh nữ đã gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống cầu nguyện, luôn luôn cứ bị chia trí, luôn luôn cảm thấy bị khô khan. Gần 20 năm trời, thánh nữ cảm thấy khô khan và vất vả trong đời sống cầu nguyện. Đã có những lần thánh nữ Teresa Avila hầu như muốn give up, hầu như là muốn bỏ cuộc, không muốn cầu nguyện nữa. Nhưng mà thánh nữ đã không làm cái điều đó. Mặc dù rằng khô khan, thánh nữ cũng cầu nguyện, chia trí cũng cứ cầu nguyện. Và cuối cùng chính Chúa đã cứu thánh nữ, đã nâng thánh nữ lên. Để rồi thánh nữ không những cầu nguyện một cách sốt sắng được, mà cầu nguyện một cách chiêm niệm rất sốt sắng. Để rồi xuất thần, thân xác ở đây, nhưng mà hồn gần như đã về trời. Vì vậy thánh nữ Teresa Avila nhắc nhở cho chúng ta là hãy cứ cầu nguyện. Nếu như chúng ta trung thành trong đời sống cầu nguyện, ngay khi bị chi trí hay khô khan cũng vậy, thì cuối cùng Chúa sẽ cứu chúng ta. Bởi vì Chúa không bao giờ bỏ rơi những người trung thành với Chúa, những người thành khẩn cầu xin Chúa, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi cả. Hay mẹ Teresa Calcutta là chân phước, người bên Ấn Độ chúng ta đã nghe. Chính mẹ cũng trong cuốn tự nhật ký của mẹ cũng đã viết lại là sau khi thành lập dòng nữ tử bác ái đó, hầu như gần 50 năm trời, chân phước Teresa của Calcutta không cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Hầu như sống trong bóng tối. Nhưng mà thánh nữ không bao giờ bỏ cuộc. Thánh nữ vẫn đến với Chúa, vẫn trông cậy, vẫn phó thác. Bởi vì và cuối cùng, chính Chúa đã cứu chân phước Teresa. Nếu như chúng ta trung thành với Chúa, trung thành trong đời sống cầu nguyện, thì cuối cùng chính Chúa là người sẽ cứu chúng ta. Và thánh nữ Teresa Avila nói rằng, chúng ta hãy cầu nguyện một cách liên lỉ. Và nếu để cầu nguyện được cách sốt sắng, ngoài việc trung thành trong đời sống cầu nguyện, thánh nữ còn nói là gì? Là chúng ta phải chuẩn bị một tâm hồn cho xứng đáng. Đôi khi chúng ta cầu nguyện còn bị khô khan, còn bị chia trí, là bởi vì chính trong tâm hồn của chúng ta còn quá nhiều gánh nặng của tội lỗi, gánh nặng của những lo âu của thế tục, cho nên chúng ta chưa hoàn toàn tập trung một cách trọn vẹn trong đời sống cầu nguyện của chúng ta được. Ví dụ, khi trong tâm hồn của con còn nghĩ quá nhiều về tiền bạc, thì chắc chắn rằng khi con cầu nguyện, con luôn luôn phải bị chia trí. Bởi sao? Không biết là phải làm sao để cho có tiền, không biết làm sao để cho nhiều tiền, và mất tiền thì sẽ đau khổ như thế nào. Chính những cái san sâm si đó, những cái sự nối kéo của tội lỗi, của những dục vọng của chúng ta, của những sự tham lam của chúng ta, cũng là những cái nguyên nhân để rồi chúng ta cầu nguyện dễ bị chia trí, và cũng là cái nguyên nhân để cho chúng ta cầu nguyện thường bị khô khan. Cho nên để cầu nguyện một cách sốt sắng được, tập trung được, để tránh được những sự chia trí, thì chúng ta phải dần bỏ dần đi, chuẩn bị một cái tâm hồn trong sạch thánh thiện. Nếu như chúng ta mắc tội cách riêng của trọng, thì chúng ta hãy đi xưng tội đi. Chúng ta thường xuyên xét mình, chúng ta hãy tập thành các nhân đức, thì chính những cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta tập trung và giúp cho chúng ta cầu nguyện một cách sốt sáng hơn. Những lúc mà con từ Cali qua đây để dự đại hội thánh lễ, nhưng mà con muốn các con của con đọc 50 kinh trên xe để cầu nguyện Đức Mẹ. Nhưng con của con có nhiều khi trả lời với con, có thể đọc 10 kinh được không? Có thể đọc 20 kinh được không? 30 kinh trả giá với con. Thì con không biết là con nên chọn 50 kinh hay 10 kinh để cho được lòng cho các con của con vững tâm gửi đến Đức Mẹ. Thì xin cha trả lời giúp con. Vâng, cảm ơn chị. Theo lời khuyên của Thánh Phaolô đó, nó không hoàn toàn trực tiếp về trả lời cho câu hỏi của chị, nhưng mà gián tiếp thì như thế này. Thánh Phaolô nói rằng khi chúng ta còn là những đứa trẻ bé con đó, chúng ta chưa ăn cơm được thì chúng ta uống sữa thôi. Khi nào chúng ta lớn rồi thì chúng ta mới ăn cơm được. Thì ngay trong đời sống cầu nguyện và đời sống đạo đức cũng vậy, tùy theo lứa tuổi của con của chị. Nếu như con cái của chúng ta đã có một đời sống cầu nguyện khá tương đối vững rồi, thì tất nhiên là đời sống cầu nguyện chúng ta có thể tăng lên được. Còn nếu như con cái của chúng ta chưa có những kinh nghiệm trong đời sống cầu nguyện, chưa có một đời sống căn bản cầu nguyện tốt, thì có lẽ là chúng ta phải chia, ví dụ một cái đoạn đường xe dài từ Cali sang bên này có lẽ là phải ít nhất là khoảng 20 tiếng, hơn 20 tiếng đồng hồ, thì có lẽ là bắt đầu khởi hành, chúng ta có thể làm dấu, đọc kinh Chúa Thánh Thần, rồi đọc một chục kinh, rồi sau đó cho các cháu có thể nghỉ ngơi, rồi nói chuyện chơi với nhau, rồi 1-2 tiếng sau, 3 tiếng sau chúng ta lại có thể đọc một chục nữa. Ví dụ vậy, chúng ta không nhất thiết là phải đọc một chục từ đầu đến cuối.
Chúng ta phải tập từ từ cho con cái người ta, chứ nhiều khi mới nó mới lớn trong đời sống cầu nguyện thôi mà bắt nó ăn nhiều quá đôi khi nó bội thật mất. Kính thưa cha, con có câu hỏi là như cha hồi nãy giảng đó, là cầu nguyện là hơi thở. Nhưng mà có một vị linh mục nói là chúng ta hít vô cái là cầu nguyện, rồi thở ra cái là cầu nguyện. Tức là cái là cầu nguyện ngắn gọn thôi, không cần dài. Thí dụ Giê-xu Maria xin cứu con, Giê-xu Maria xin thương xót con. Xin hết rồi cha cho ý kiến. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Vâng, thật sự khi mà nói là hơi thở của linh hồn đó, thở đây không biết là chỉ có thở thát ra. Nếu mà chỉ có thở hát ra thôi thì người đó gần chết rồi. Cho nên nếu mà nói thở đúng là phải có hít vào và thở ra thì mới là người bình thường. Chứ còn chúng ta thấy là những người hấp hối gần chết đó là ông đó hay bà đó là thở hát ra, có nghĩa là người đó gần chết rồi. Cho nên là nếu mà nói đúng, cầu nguyện ngắn gọn thôi, không cầu nguyện dài dòng. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy cái điều đó, các con không cần phải nói nhiều, ngắn gọn thôi. Nhưng mà như lúc nãy em có chia sẻ là gì? Là cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu. Tất nhiên, nếu như chúng ta yêu một người nào đó mà chúng ta cảm thấy gặp một người yêu của mình chào Hi, how are you? Đủ rồi, thì cũng đủ. Còn nếu như chúng ta cảm thấy yêu nhau mà chúng ta cảm thấy như vậy chưa đúng, ta muốn nói thêm, đó là cái quyền tự do của chúng ta. Không bắt cầu nguyện dài dòng, lòng thòng, điều đó đúng. Nhưng mà cầu nguyện như con sẽ chia sẻ tiếp là cũng gì? Là một cái việc của những người tự do. Chúng ta được tự do lựa chọn. Tất nhiên, chúng ta đọc một tối, chúng ta đọc một kinh lạy cha cũng được. Chúng ta không mắc tội trọng khi chúng ta không lần chuỗi mân côi trước khi đi ngủ. Đọc một kinh lạy cha cũng đủ. Nhưng mà cái lòng của chúng ta muốn đọc nhiều hay ít, đó là cái sự tự do lựa chọn của chúng ta. Và cái tình yêu và niềm tin đối vào Thiên Chúa thì đó là cái sự tự do chứ không có bắt buộc. Còn chính là cầu nguyện đúng, không cần phải dài dòng, ngắn gọn cũng đủ rồi. Điều quan trọng là với tâm hồn của chúng ta, còn dài hay ngắn cũng đôi khi lệ thuộc vào chính niềm tin của chúng ta và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Dạ, xin mời anh. Dạ, kính thưa cha, trong tình trạng gia đình con thì mới là hai cháu thì theo như từ trước đây chúng con đọc kinh thì cứ mỗi một tối chỉ đọc 10 kinh mà một chuỗi chương hạt chia ra làm một tuần. Sau đó là chúng con đọc một đoạn thánh viện nào đó. Thưa cha, như thế vậy thì cái chuỗi chương hạt mân côi mà con đọc mỗi buổi tối vậy, nó có chọn của một cỗ chương hạt hay không? Và cái kế hoạch đó mà con chia sẻ với các cháu về những lời thánh viện trong đêm, trong buổi tối đó để mà suy niệm, có ý kiến đó có hay không cha? Cảm ơn anh. Việc lần chuỗi mân côi là một việc làm rất là tốt lành, như con đã chia sẻ vào hồi thảo năm ngoái. Tất nhiên, khi đọc 10 kinh mân côi, tất nhiên không thành một chuỗi 50 được, nhưng mà đó cũng là một việc tốt lành. Và đặc biệt em rất là thích khi anh đọc thánh vịnh với các cháu, là bởi vì người công giáo của chúng ta ngày hôm nay thực sự cần phải dùng thánh kinh để cầu nguyện. Chúng ta là những người công giáo, như lời thánh Jerome nói rằng chúng ta không thể biết Thiên Chúa nếu như chúng ta không biết thánh kinh. Cho nên việc đọc thánh kinh trong gia đình là một việc làm hết sức tốt đẹp và là một việc làm rất là quan trọng. Cho nên cũng khen ngợi anh đã cùng với các cháu để đọc thánh kinh, để cho các cháu làm quen với lời của Chúa. Và chúng ta sẽ có giờ hỏi thưa thêm một câu cuối cùng nhé, rồi chúng ta sẽ có giờ hỏi thưa gần cuối. Dạ, thính thưa cha, cầu nguyện với cầu xin có khác nhau không? Và khác nhau ở điểm nào? Cảm ơn anh. Có lẽ là từ ngữ Việt Nam của chúng ta thì phong phú, cho nên đôi khi chúng ta dùng cái từ cầu nguyện và cầu xin đôi khi là dùng theo cái kiểu đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà nếu mà phân tích rõ ràng ra đó thì có thể nói như thế này, nhiều khi chúng ta nghĩ tới cầu nguyện thì hay đồng nghĩa với vấn đề cầu xin, có nghĩa là cầu nguyện là cứ xin hết ơn này đến ơn kia. Xin cho, như có một lần con có giảng, con có nói rằng gì? Là nhiều khi người Việt Nam chúng ta tị nạn đó, ngày khi còn ở Việt Nam thì lạy Chúa xin cho gia đình của chúng con được đi vượt biên bình an.
rồi Chúa ban cho bình an sang tới Mỹ rồi, thì là lạy Chúa xin ban cho gia đình con có công ăn việc làm, để rồi mua được cái nhà, mua được cái xe cho các cháu đi học, mua được nhà, được xe rồi, các cháu đi học rồi, thì lại lạy Chúa xin ban cho ông con đủ tiền để mua cái nhà to hơn một tí, rồi sau đó lại mua thêm một cái xe, thêm vài chục ngàn cái nữa. Có một người đã nói đùa rằng, may mà lúc chúng ta cầu nguyện đó là Chúa bị đóng đinh trên thập giá, chứ đinh đóng rồi nếu không đóng thì chắc là Chúa phải lấy chân đá cho một cái. Là bởi vì cứ xin hết để xin tới cái kia, cầu nguyện không phải là hoàn toàn là chúng ta đi ăn mày ăn xin. Mà cái việc làm đầu tiên của lời cầu nguyện là gì? Là chúng ta phải chúc tụng và thờ lại Thiên Chúa. Chúc tụng Chúa bởi vì Chúa quyền năng. Bởi vì Chúa đầy lòng từ bi nhân hậu và hay thương xót. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa về những ân huệ mà chúng ta được lãnh nhận. Rồi chúng ta lại xin lỗi Chúa về những lỗi lầm, những yếu đuối thiếu sót mà chúng ta chưa hoàn toàn sống trọn vẹn với Chúa. Và rồi chúng ta mới tới phần cầu xin cho những cái điều cần thiết căn bản của chúng ta. Còn nói nhấn mạnh đây là cầu xin một cách căn bản thôi. Chắc là em sẽ đi vào giảng luôn. Tại vì đó là câu hỏi cuối rồi, phải không thầy Quý? Xin lỗi bà nha, bà đợi khúc cuối nhé. Bà lời con sẽ còn giờ cho câu hỏi nữa thưa bà. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta cầu xin là cho những, khi con nhấn mạnh là cho những cái điều căn bản trong cuộc sống của chúng ta, như con nói, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Thân xác của chúng ta không thở thì chúng ta chết. Có ai đây không thở mà vẫn còn sống không? Không thở thì chết. Linh hồn của chúng ta mà không có đời sống cầu nguyện thì cũng sẽ chết dần, chết mòn. Nếu như chúng ta biết lo cho thân xác của chúng ta, nếu như chúng ta biết lo cho thân xác con cái của chúng ta, để rồi chúng có của ăn, có của uống, có của mặc, thì chúng ta cũng hãy lo cho phần linh hồn của chúng ta và phần linh hồn con cái của chúng ta, cho linh hồn của con cái của chúng ta và chính chúng ta được ăn, được uống với. Chúng ta đừng có lơ là với cái sự sức khỏe của linh hồn của chúng ta. Bởi vì nhiều khi thân xác của chúng ta có khi là khỏe mạnh, nhưng mà linh hồn của chúng ta đang bị ung thư rồi, đang bị ốm đau rồi. Chúng ta quan tâm đến phần xác của chúng ta, con cái của chúng ta cũng nên quan tâm tới những cái căn bản nhất cho đời sống linh hồn của con cái của chúng ta nữa. Đó là lời cầu nguyện, giúp cho con cái của chúng ta cầu nguyện. Và khi cầu nguyện về vấn đề xin, thì chúng ta xin những cái gì căn bản trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như khi chúng ta đọc kinh lạy Cha, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúa dạy chúng ta xin lương thực hàng ngày, chứ Chúa không xin cho, nói chúng ta xin cho lương thực được cả năm. Mà Chúa cũng không dạy chúng ta là xin cho nhà cao, cửa rộng. Chúa muốn nói chúng ta là gì? Hãy xin cho được lương thực hàng ngày, có nghĩa là gì? Những cái gì căn bản cần thiết phải có trong cuộc sống. Có nhà để ở, có cơm để ăn, có nước để uống. Những cái gì căn bản trong cuộc sống. Mà đây cho con, chúng con lương thực hàng ngày không những để nuôi dưỡng phần xác của chúng ta không mà thôi đâu. Mà Chúa còn nhắc đến cái phần linh hồn nữa là gì? Là cho chúng con lương thực hàng ngày. Đây là lương thực mình và máu thánh của Chúa trong thánh lễ mỗi ngày nữa. Mỗi ngày chúng ta cho thân xác của chúng ta được ăn được uống, chúng ta cũng hãy cho linh hồn của chúng ta được ăn được uống. Được ăn được uống qua những lời cầu nguyện, cách riêng là luôn cả qua việc được rước mình và máu thánh Chúa vào để làm linh dự linh dược, làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta trên cái cuộc lữ thứ trần gian này. Cho nên nhiều khi chúng ta cầu nguyện, nhiều đôi khi chúng ta cầu nguyện hơi xa xỉ. Chúng ta cầu nguyện hơi xa xỉ, chúng ta không cầu nguyện cho những cái căn bản cần thiết, mà chúng ta lại cầu nguyện cho những cái mà có lẽ rằng những người khác chỉ có ở trong mơ mà thôi. Ví dụ như con có nhiều cơ hội để đi khắp nơi, như những năm vừa rồi con đi học ở bên Roma thì con cũng có may mắn đi thăm một số quốc gia ở bên châu Âu, đặc biệt là con có đến thăm nước Hungary và nước tiếp khác là hai nước cộng sản trước đây. Thì những người Việt Nam tị nạn ở bên đó phần lớn là những người ở miền ngoài miền Bắc, những người vùng miền Trung, là những người sau này đi lao động ở nước ngoài rồi ở lại, hoặc là sau này họ sang rồi họ ở lại làm ăn. Thì phần lớn là những người dân đó, cách riêng là người Việt Nam tị nạn tại hai quốc gia Hungary và Tiệp Khắc, phần lớn sinh sống bằng nghề buôn bán ở chợ trời. Họ có những cái chợ trời rất là lớn, có thể là còn lớn hơn cả chợ Bến Thành ở Việt Nam của chúng ta nữa.
Ví dụ như một cái chợ gọi là chợ Sapa rất lớn, hay là chợ Hai Con Hổ rất là lớn ở hai quốc gia đó. Con là một người Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ, khi con sang bên đó, con cảm thấy rất là thương họ. Là bởi vì đời sống của họ tất nhiên là khá hơn ở Việt Nam. Khá hơn thứ nhất là họ có công ăn việc làm. Thứ hai là cái tiền kiếm vào cũng khá hơn những đồng lương ở Việt Nam. Nhưng mà con cảm thấy thương, thứ nhất là bởi vì thương cái cảnh lưu vong, cảnh xa gia đình. Bởi vì những người sau này đi là đưa những thanh niên đi thôi, khỏe mạnh trẻ thì mới đi để làm việc được, chứ ông bà già đi không làm được, cho nên không có gia đình. Giới trẻ sống rất là lạc loài. Rồi có khi có những người có giấy tờ chính thức, có những người không có giấy tờ chính thức, phải sống chui, sống lủi. Rồi đôi khi một căn nhà ở apartment như vậy thì có khi tới 5, 6, 7 thanh niên sống chung với nhau. Cũng chỉ vì cần có những cái cơ bản trong cuộc sống thôi. Còn chúng ta thì khác. Ngày xưa có lẽ lúc đầu chúng ta mới đến Mỹ chúng ta cũng cần những cái căn bản. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có nhiều hơn rồi. Cho nên đôi khi nhiều khi chúng ta cầu xin một cái điều gì đó, chúng ta cũng hãy nghĩ lại tới những người còn kém may mắn hơn chúng ta. Có những người chỉ một ngày như một gia đình chỉ kiếm được 3 đô la, 4 đô la để đủ sống thôi. Ví dụ một cái câu nói rất là nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Francisco cách đây cũng khoảng hơn một tháng, khi Ngài nhìn thấy một số các linh mục, một số các tu sĩ tại Roma đi bằng những chiếc xe rất là sang trọng và xa xỉ, thì Ngài đã có một cái lời than phiền như thế này. Ngài nói rằng tôi rất đau lòng khi thấy có rất là nhiều tu sĩ đi trên những chiếc xe quá sang trọng. Và Ngài nói rằng mỗi lần chúng ta muốn mua những chiếc xe sang trọng như vậy thì chúng ta hãy nghĩ đến những biết bao nhiêu chục ngàn người đang chết đói mỗi ngày, thì chúng ta còn có muốn mua những chiếc xe như vậy nữa hay không? Đó là lời của Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắn nhủ cho các tu sĩ nam nữ. Con không nói cái lời này ra để đánh giá bất cứ một ai, nhưng mà con muốn nói cái lời đây để khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đừng có quá xa xỉ trong lời cầu nguyện của chúng ta. Mà đầu tiên hãy xin cho những gì căn bản cho cuộc sống của mình. Và nếu những gì căn bản cho cuộc sống của mình đủ rồi, thì mình đừng có hoàn toàn cứ xin mãi cho mình, mà chúng ta hãy xin cho những người khác nữa. Những người khác chưa có những cái căn bản cần thiết trong đời sống của họ. Còn biết bao nhiêu ngàn người, chục ngàn người, trăm ngàn người không có của ăn mỗi ngày, không có nước sạch để uống mỗi ngày bên Phi Châu, ở bên Nam Mỹ, mà ngay cả những người ở trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta nữa. Và chúng ta cầu nguyện cho họ, và không bằng lời nói của chúng ta mà thôi, mà chúng ta còn cộng tác với Chúa để làm những cái phép lạ. Phép lạ đó là gì? Là chúng ta chia cơm sẻ áo với những người thiếu thốn đó. Có lẽ là những người đau khổ đó đang cầu nguyện lên với Chúa, và Chúa đang dùng chính chúng ta để làm những cái phép lạ đó. Chúa dùng chính chúng ta để giúp đỡ cho họ có một chén cháo, cho họ có một ly nước. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta cũng cộng tác với cái lời cầu nguyện để làm những cái phép lạ cho với Chúa. Nói tới phép lạ thì có một cái câu chuyện con muốn kể, bởi nó mới xảy ra ngay tại Missouri này, không tại Đạo Hội Thánh Mẫu. Nếu quý vị nào mà đọc tin tức thì quý vị có nghe vào ngày Chủ nhật vừa rồi trong cái giáo phận Jefferson City ở ngay Missouri này, ngày Chủ nhật tuần trước có một tai nạn xe xảy ra. Tức là có một anh thanh niên, nếu con không lầm là 26 tuổi, lái một chiếc xe hơi và đụng thẳng đầu với một cô gái 19 tuổi, tai nạn rất là nặng. Thì cái xe nó bị dẹp và nó kẹp đè cái cô gái đó ở dưới, nhưng mà cô ta vẫn tỉnh. Thì lúc đó khi cảnh sát đến thì chưa có những cái dụng cụ để mà cẩu kéo cái xe để lấy cái cô đó ra được, thì cô ta bị kẹp ở trong đó, Thì trong lúc đó thì cô ta mới xin rằng có ai đó để đến để cầu nguyện với cô ấy, cho cô ta đỡ lo lắng, sợ hãi. Thì tự nhiên có một linh mục xuất hiện. Một linh mục xuất hiện đến và xin cảnh sát là được đến để sức dầu cho cái cô gái đó. Thì mới đầu cảnh sát không cho. Cảnh sát nói rằng không làm như vậy được, bởi vì làm như vậy là cho cô ta một dấu chỉ là cô ta sắp chết rồi, và có lẽ là chúng ta sẽ không cứu cô ta, coi như là give up on her rồi, cho nên không có muốn làm cái điều đó. Nhưng mà linh mục này nói rằng không, cứ để cho tôi đến, tôi sức dầu và tôi sẽ cầu nguyện với cô ấy. Và cảnh sát đã để cho linh mục này đến sức dầu cho cô gái và cầm tay cô gái cầu nguyện để cho cô ta được cảm thấy bình an và can đảm chờ đợi.
Chờ một lúc như vậy thì những nhóm cảnh sát khác tới và họ đã có những cái dụng cụ, những phương tiện để kéo cẩu cô, cái xe lên và lấy được cô ta ra ngoài. Khi lấy cô ta ra ngoài thì vị giám linh mục đó biến đi đâu mất không ai biết cả. Và người cảnh sát đã kể lại như thế này, là khi tai nạn đó xảy ra họ đã đóng cái con đường highway đó ít nhất là khoảng 3 miles. Không ai được vào khu vực đó thì không biết tại sao vị linh mục này lại tự nhiên xuất hiện vào được ở trong đó. Và khi cái sự việc cô ta kể ra thì không ai biết rằng vị linh mục đó đi đâu, không ai biết được cả. Và trong cái hoàn cảnh như vậy thì cảnh sát và những nhân viên đã chụp 80 bức hình về cái vụ tai nạn đó để sau này còn điều tra. Nhưng mà trong 80 bức hình đó không có một bức nào có hình ảnh của vị linh mục đó cả. Trong vòng một tuần nay, gia đình của cô ta, chính bản thân cô ta và cả cảnh sát đi tìm xem vị linh mục đó là ai. Tiếng Anh họ đã dùng rằng The Angel Priest, một thiên thần, một linh mục thiên thần. Nhưng mà chưa ai tìm được ra người linh mục đó là ai cả. Họ gọi điện thoại về tòa giám mục của giáo phận Jefferson City để hỏi rằng có một người nào như vậy không? Tòa giám mục cũng trả lời rằng tòa giám mục không biết. Không hiểu được người đó là ai và như thế nào cả. Đến bây giờ báo chí của Mỹ, cách riêng là trên báo Fox News vẫn đăng cái tin đó và vẫn họ vẫn đi tìm. Thì giáo phận chỉ trả lời rằng không biết người đó là ai, nhưng mà cùng cảm tạ Thiên Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ tai nạn đó và tạ ơn Chúa vì những phép lạ vẫn xảy ra ở giữa dòng đời của chúng ta qua những lời cầu nguyện. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta tin vào Chúa, phép lạ luôn luôn vẫn xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cầu nguyện là việc làm của tình yêu và cầu nguyện cũng là việc làm của những người tự do. Chúng ta cầu nguyện tất nhiên là chúng ta có trách nhiệm để chúc tụng thờ lại Thiên Chúa. Nhưng mà đó cũng là cái sự tự do của chúng ta. Chúng ta là những người cầu nguyện với Chúa, không phải là những tù nhân, không phải là chúng ta là những người bị bắt buộc, nhưng mà là chúng ta là những người mang ơn và chúng ta biết ơn và chúng ta đã chọn lựa để mà cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa. Một cái điều mà chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa tốt đẹp nhất đó là qua các thánh lễ và qua các giờ kinh phụng vụ. Như vào năm 2011 khi con chia sẻ về thánh lễ thì con nói rằng mỗi thánh lễ đều là lễ tạ ơn, mỗi thánh lễ đều là những lời cầu nguyện chúc tụng tạ ơn dâng lên Thiên Chúa cả. Và bên cạnh thánh lễ là các giờ kinh thần vụ cũng là những lời kinh tuyệt vời. Không biết là quý vị đây có biết kinh thần vụ là gì không? Kinh thần vụ là kinh mà các tu sĩ nam nữ buộc phải đọc. Và là phần lớn của kinh thần vụ là các thánh vịnh. Và được chia ra thông thường là thành 7 giờ kinh. Giờ kinh đầu tiên bên ngoài thì gọi là giờ kinh sách. Giờ kinh thứ hai là giờ kinh sáng. Giờ kinh thứ ba là giờ kinh giữa sáng. Giờ kinh thứ tư là giờ kinh trưa. Giờ kinh thứ năm là giờ kinh giữa trưa. Giờ kinh thứ sáu là giờ kinh chiều. Và giờ kinh thứ bảy là giờ kinh tối. Chia thành 7 giờ như vậy. Tại sao lại chia thành 7 giờ như vậy? Thứ nhất, các giờ kinh thần vụ gần như là các lời cầu nguyện nối dài ra của thánh lễ. Thánh lễ là trọng tâm của lời cầu nguyện của ngày sống của chúng ta. Và các giờ kinh thần vụ được kéo dài ra để như nối những cái cánh tay nối dài của thánh lễ trong một ngày sống của chúng ta. Và những giờ kinh thần vụ được chia ra những giờ khác như vậy để thánh hóa cả một ngày sống của chúng ta. Từ khi chúng ta thức dậy cho đến khi chúng ta đi ngủ luôn luôn được thánh hóa bởi những lời kinh thần vụ. Và đặc biệt những giờ kinh thần vụ là gì? Là những giờ kinh chúc tụng thờ lại Thiên Chúa. Tại sao các tu sĩ lại buộc phải đọc các giờ kinh thần vụ? Các giờ kinh thần vụ quan trọng lắm. Ví dụ như các linh mục, khi thủ phong linh mục, các ngài không có một cái lời thề hứa nào buộc là phải dâng lễ mỗi ngày cả. Các ngài nên dâng lễ mỗi ngày, nhưng mà không bắt buộc phải dâng lễ mỗi ngày. Nhưng mà các ngài có một cái lời hứa là phải đọc kinh thần vụ mỗi ngày. Bởi sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa đáng chúc tụng và ngợi khen suốt ngày và 24/24. Cho nên, nhiều người giáo dân chúng ta vì bận rộn công ăn việc làm, đời sống gia đình, chúng ta không cầu nguyện một cách liên tục như vậy được. Cho nên phải có một nhóm người. Và một nhóm người đó giáo hội lựa chọn là các tu sĩ để làm cái công việc chúc tụng thờ lại Thiên Chúa. Để sao? Để rồi có lẽ là những tu sĩ ở Việt Nam đang đọc giờ kinh thần vụ thì các tu sĩ ở bên châu Phi đang khi ngủ, các tu sĩ bên châu Âu đang làm việc, các tu sĩ ở bên châu Mỹ đang khi nghỉ ngơi.
Rồi đến khi các tu sĩ Việt Nam nghỉ ngơi thì các tu sĩ bên châu Âu lại tiếp tục cầu nguyện đấy, rồi sau 24/24 không có một giây phút nào mà không có những người luôn luôn thờ lại và chúc tụng Thiên Chúa. Tiếng Anh, trên Internet có một cái chương trình gọi là Divine Office, có nghĩa là gì? Là các giờ kinh thần vụ. Các cha học giáo dân có thể download đọc được 7 giờ kinh. Và cái chương trình mà Divine Office đó, ngoài cái chương trình là có các giờ kinh để đọc ra, nó còn có một cái app, một cái chương trình, cái chức năng có thể làm như vậy được. Ví dụ như con đang bận lái xe, con không tới giờ kinh, con không đọc kinh được, con có thể mở cái chương trình đó lên và cái máy đó họ tự động đọc kinh cho con thông công. Cũng có tiếng chuông, có tiếng hát, có người đọc những lời kinh thần vụ đó để cho con thông công vào các giờ kinh đó. Rồi nó là có một cái chức năng rất đặc biệt, đó là gì? Là con bấm một cái nút lên, nó hiện lên một cái bản đồ của thế giới. Và nó có những cái chấm đèn sáng lên là ở đâu lúc này, hiện tại giây phút này, có bao nhiêu người đang đọc kinh thần vụ và ở đâu. Để chứng tỏ rằng gì? Là 24/24, lúc nào cũng có luôn luôn có những người thờ lại chúc tụng Thiên Chúa. Cái việc đầu tiên cầu nguyện ta là gì? Là chúc tụng vào Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy là tuyệt vời, chúng ta sống trong một giáo hội các thánh cùng thông công. Khi chúng ta cầu nguyện, không phải cho chúng ta mà cho người khác, thì người khác nghỉ ngơi, rồi khi chúng ta nghỉ ngơi, họ cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta thực sự là những người có phúc khi chúng ta là những người công giáo. Chúng ta sống trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Chúng ta được chia sẻ trong cái kho tàng cầu nguyện của giáo hội. Thực sự là quý hóa vô cùng. Chúng ta luôn luôn chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì cái điều đó. Lời cầu nguyện là việc làm của những người tự do, và lời cầu nguyện cũng là việc làm của những người đang cần giúp đỡ. Nếu như chúng ta, bởi vì sao? Không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm được gì cả. Nhưng mà có ơn Chúa, chúng ta làm gì cũng được. Có nghĩa là gì? Là chúng ta luôn luôn cần có ơn Chúa. Cần có ơn Chúa để rồi chồng biết yêu thương vợ. Cần có ơn Chúa để rồi vợ biết yêu thương chồng. Cần có ơn Chúa để cha mẹ biết dạy dỗ cho con cái nên người, sống đạo cho tốt. Cần có ơn Chúa để rồi con cái biết thảo kính với cha mẹ. Chúng ta luôn luôn biết cần ơn Chúa. Mà nếu như chúng ta cần ơn Chúa, chúng ta là một người đi xin, thì tâm trạng của người đi xin phải là một người như thế nào? Phải là một người khiêm nhường. Có ai đi xin mà lại chảnh chọe không? Mà nếu có, thì có được cho không? Ví dụ như chúng ta nhớ là trong Pace by Night, Hoài Linh có đóng một cái vở kịch đi xin tiền ăn mày, nhưng mà có một cái bảng là gì? Minimum, hình như con nhớ là 10 hay là 20 dollars. Đấy, 10 dollars, còn có cái máy đếm tiền bên cạnh nữa. Đó là cái kịch hài thôi. Chứ trong thực tế mà ăn xin kiểu đó, làm sao cho? Nếu người ta cho, biết cho cái gì không quý vị? Cho quả đấm. Con nói đùa thôi. Nhưng mà tất nhiên nếu như chúng ta là những người đang cần được giúp đỡ, thì chúng ta phải có một cái tâm trạng khiêm nhường. Chúng ta đến với Chúa khiêm nhường, nói với Chúa cái điều thầm kín, cái điều cần của chúng ta. Và nếu chúng ta xin thì tất nhiên chúng ta không thể đòi hỏi được. Như con nói trong cái kịch hài của Hoài Linh đó, là gì? Là xin thì ai cho bao nhiêu là quyền của họ, đúng không? Chúng ta xin thì cái người cho bao nhiêu là quyền của họ, chúng ta không thể đòi hỏi được. Thì chính khi chúng ta cầu nguyện với Chúa cũng vậy. Chúng ta hãy nói lên với Chúa những cái thiếu sót, những cái sự cần giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta có tự do để nói cái điều đó. Nhưng mà ban cho chúng ta như thế nào, giờ nào, lúc nào, cách nào, đó là quyền của Chúa. Chúng ta không thể đòi hỏi được. Thưa Chúa, bây giờ ngày mai con cần phải mua nhà, con cần 200 ngàn. Chúa giúp cho con 200 ngàn đi. Mai Chúa không cho 200 ngàn, giận dỗi thôi tôi không đi lễ nữa. Bởi vì tôi xin Chúa 200 ngàn, Chúa chẳng cho tôi, mai tôi không đi lễ nữa. Chúng ta đi xin mà chúng ta không có sự khiêm nhường không được. Chúng ta phải có cái gì? Chúng ta xin, chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Tin tưởng và phó thác vào Chúa. Bởi vì Chúa là đứng quyền năng, Chúa có thể làm được tất cả mọi sự. Và không những Chúa quyền năng mà Chúa còn đầy lòng từ bi và hay thương xót. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa luôn luôn muốn cái gì tốt nhất cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ biết rằng cái gì chúng ta muốn, cái gì chúng ta cần thôi. Nhưng mà Chúa thì Ngài quyền năng vô cùng. Chúa không những biết rằng chúng ta muốn cái gì, chúng ta cần cái gì, mà Chúa còn biết hơn thế nữa. Chúa biết rằng cái gì sẽ tốt hơn cho chúng ta.
Đặc biệt là cái gì sẽ tốt hơn cho phần linh hồn của chúng ta, phần linh hồn của con cái của chúng ta. Có những điều chúng ta chỉ biết là chúng ta muốn, chúng ta cần, chúng ta xin thôi. Nhưng mà có khi rằng chúng ta chưa nghĩ được rằng nếu như được cái điều đó, nó có ảnh hưởng gì tới đời sống đức tin, đời sống linh hồn của chúng ta và con cái của chúng ta. Thiên Chúa là Cha nhân từ và hay thương xót vô cùng. Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta xin thì Chúa sẵn sàng muốn cho lắm. Nhưng mà khi Chúa cho rồi, Chúa còn phải nghĩ rằng cái đó có tốt cho phần linh hồn của chúng ta không? Cho sự sống đời đời của chúng ta không? Ví dụ như chúng ta là cha mẹ, nhiều khi con cái xin cha mẹ cái điều này điều kia, là những người cha mẹ yêu thương con cái mình, ai mà chẳng thương con, đúng không? Khi con cái xin, cha mẹ nào cũng muốn cho con cái cả. Nhưng mà không phải là con cái xin cái gì chúng ta cho cũng được. Bởi vì nếu như con cái chúng ta xin tiền để rồi đi học, đi mua sách, chúng ta có vất vả làm một job, hai job, chúng ta cũng cố gắng làm, chúng ta cho con đi học. Nhưng mà cho con tiền để rồi con đi nhậu nhẹt, đi xì ke ma túy thì làm sao chúng ta cho? Nói tới đây thì con lại nhớ tới một cái câu chuyện rất là thương tâm. Cũng tháng trước khi con làm việc ở Sơn Tây, thì khi con đang khi giảng tĩnh tâm, thì một hôm buổi chiều con đi dạo như vậy thì con nghe hát nhạc, mà ở đâu mà có nhạc lạ quá. Con tưởng là ở đâu có đám cưới hay là có văn nghệ gì đó. Nhưng khi con hỏi những người hàng xóm thì nói, thưa cha, không phải đâu, đây không phải là nhạc văn nghệ mà đây là nhạc của đám tang. Tức là có cái địa danh đó là họ đám tang, là họ mướn người về hát và hát theo những cái điệu nhạc cổ truyền của họ. Nó gần như là hát chèo vậy. Thì con hỏi rằng cái lý do mà cái người đó qua đời thì như thế nào, thì họ kể một cái câu chuyện rất là thương tâm. Có cái gia đình hai ông bà này thì cũng bán một cái quán hàng nho nhỏ thôi. Rồi có con cái, nhưng có một người con trai chưa lập gia đình thì cũng bị nghiện xì ke ma túy. Rồi hôm đó mới đưa mấy người bạn về nhà, rồi mới đòi xin tiền cha mẹ để mà đi chơi với bạn bè, có lẽ là đi mua thuốc viện. Và người mẹ đã không có cho, và anh ta đã hùng hổ cãi mắng với mẹ này kia. Rồi cuối cùng người mẹ bị heart attack, bị đột quỵ và sau đó qua đời. Ngay sau đó thì chúng ta thấy những cái câu chuyện như vậy, có nghĩa là cha mẹ ai mà chẳng thương con. Con xin thì chắc chắn muốn cho lắm. Nhưng mà cái điều chúng ta cho con cái, có tốt cho con cái hay không, đó là cái điều chúng ta quan tâm. Thì chính Thiên Chúa cũng vậy. Nếu như chúng ta tin là Thiên Chúa là một người cha nhân từ, yêu thương chúng ta vô bờ bến, luôn luôn muốn những cái gì tốt đẹp nhất cho chúng ta, thì chắc chắn rằng khi chúng ta cầu nguyện, Chúa chắc chắn nghe lời chúng ta và Chúa muốn cho chúng ta lắm. Nhưng mà là một người cha nhân từ và khôn ngoan, Chúa cũng phải biết đắn đo để nếu như cho chúng ta thì nên cho vào lúc nào, cho cách nào, cho như thế nào, để không những tốt cho phần xác của chúng ta mà đặc biệt hơn là tốt cho phần linh hồn của chúng ta nữa. Cho nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta cầu mãi mà chưa được, chưa chắc là Chúa không ban cho chúng ta đâu. Mà chúng ta, Chúa sẽ ban cho chúng ta đúng theo cái lúc mà sẽ tốt nhất cho chúng ta và theo cái cách tốt nhất cho chúng ta. Chúa luôn luôn nhân từ như vậy. Mà con thấy rõ ràng, ví dụ như thế này, Thiên Chúa quyền năng lắm. Quyền năng phải nói đến mức độ mà nếu như chúng ta hiểu biết được thì chúng ta sẽ ngây ngất ra không biết nói cái gì nữa. Thiên Chúa quyền năng đến như thế này, là Chúa không những có thể làm được những cái điều tốt, làm cho nó tốt hơn, mà Chúa lại còn làm được từ những cái điều xấu xa, ngay cả những điều tội lỗi, để trở thành tốt hơn nữa. Có nghĩa là gì? Là đôi khi Chúa để cho chúng ta yếu đuối, Chúa để cho chúng ta phạm tội. Tội thì luôn luôn là không tốt. Nhưng mà đôi khi Chúa để chúng ta yếu đuối, chúng ta phạm tội. Nhưng mà qua cái tội lỗi đó lại giúp cho chúng ta, thứ nhất là gì? Trở nên khiêm nhường hơn. Đôi khi chúng ta rất giỏi, có lẽ là một người, một thầy tu rất thông minh, học rất giỏi, làm việc gì bề trên sai cũng làm được hết. Rất dễ kiêu ngạo, nhất là một thầy còn trẻ như con đây thì cũng còn hơi trẻ, không trẻ lắm, hơi trẻ, sẽ rất là dễ kiêu ngạo. Thì đôi khi Chúa lại để cho thầy đó có một cái yếu đuối nào đó, để rồi thầy mới cảm thấy được rằng mình có thể làm được tất cả mọi sự, nhưng mà chỉ có một điều nhỏ này thôi, cố gắng mãi mà vẫn không được. Thì chính cái sự yếu đuối đó có lẽ là sẽ giúp cho thầy đó khiêm nhường hơn. Và từ cái sự khiêm nhường đó thì thầy đó lại mới có thể thông cảm với những yếu đuối của anh em của mình. Có lẽ là thầy làm được tất cả mọi sự và đôi khi nhìn vào anh em, thấy anh em có yếu đuối này, anh em có yếu đuối kia, thì thầy nói rằng tại sao chỉ có một cái chuyện nhỏ thôi, lười cho nên mới như vậy thôi chứ còn không sao. Và chính cái sự yếu đuối của thầy có thể sẽ giúp cho thầy trở nên cảm thông hơn với những cái yếu đuối của anh em của mình. Chúa có thể dùng được những yếu đuối, ngay cả những tội lỗi của chúng ta, để giúp cho chúng ta trở nên khiêm nhường hơn,
trở nên cảm thông hơn với những đau khổ yếu đuối của người khác. Rồi hơn thế nữa, có khi đôi khi chính cái sự yếu đuối của chúng ta làm cho chúng ta mới hiểu biết và cảm nghiệm hơn quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Ví dụ, ngày xưa chúng ta nói rằng Thiên Chúa là đứng hay thương xót, Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta nghe như vậy chẳng qua là chúng ta nghe qua Thánh Kinh, chúng ta nghe qua các cha nói cho chúng ta, các thánh nói cho chúng ta thôi. Nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta có một cái yếu đuối, một cái tội lỗi nào đó mà chúng ta cố gắng mãi mà không vượt qua được, thì từ từ chúng ta mới cảm thấy được gì? Là không phải chúng ta nói về tình yêu và lòng thương xót của Chúa bằng những cái lý thuyết nữa, mà bằng chính kinh nghiệm thực tế của chúng ta. Con ví dụ, con là một linh mục. Con vẫn có những yếu đuối của mình. Thì con mới cảm nhận được là gì? Lạy Chúa, con bất xứng. Nhưng mà Chúa vẫn yêu thương con, Chúa vẫn chọn gọi con. Bao nhiêu lần con hứa với Chúa, bấy nhiêu lần con lại lỗi hẹn. Lạy Chúa, con không vượt được qua chính mình. Vậy mà Chúa vẫn chọn gọi con, mặc dù con không xứng đáng, mặc dù con bất toàn và bất xứng. Chúa vẫn cho con đứng ở đây để giảng trước rất là nhiều hàng ngàn giáo dân, mặc dù rằng con không phải là người thông thái. Chính cái kinh nghiệm cá nhân đó để cho con mới biết được rằng ngày hôm nay khi con nói về tình yêu và lòng thương xót của Chúa, con không nói bằng một mớ lý thuyết nữa, mà con nói bằng chính kinh nghiệm cá nhân của mình, bởi vì con đã thực sự được hưởng cái tình yêu và lòng thương xót của Chúa vô bờ bến. Thiên Chúa hết sức quyền năng, Chúa có thể làm những cái điều tốt trở nên tốt hơn, và Chúa có thể làm từ những điều xấu xa tội lỗi để cho tốt hơn và trở nên thánh thiện hơn nữa. Thiên Chúa hết sức quyền năng, cho nên con xin mọi người cho một tràng pháo tay để chúc tụng danh Chúa. Thiên Chúa quyền năng lắm, để rồi Ngài nâng đỡ trong mọi biến cố của cuộc sống. Tới đến đây thì con xin kể cho quý vị nghe một và có thể nói là đọc cho quý vị nghe một đoạn ngắn của một gương của của Thánh Tử Đạo Việt Nam, xem rằng Ngài sống đời sống cầu nguyện như thế nào. Vị thánh này là Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ, sinh năm 1804, mồ côi cha năm lên 10, rồi 2 năm sau cũng mồ côi mẹ. Quê quán của thân phụ và thân mẫu của thánh nhân là ở Ninh Bình, nhưng mà đến lập nghiệp và kết hôn ở Kẻ Vĩnh, Nam Định. Khi còn bé, Thánh Huy Mỹ thường tìm những nơi thanh vắng để yên tĩnh trong vườn để đọc kinh cầu nguyện, cách riêng là đọc kinh Mân Côi. Năm 20 tuổi, Thánh Mỹ kết hôn với cô Maria Mến, là con gái của ông Anton Nguyễn Đích. Thánh Đích là một người cha cũng rất là gương mẫu, bởi vì trong một gia đình mà có tới 4 thánh tử đạo. Chính Thánh Đích là người cha tử đạo, hai người con trai tử đạo và người con rể nữa cũng tử đạo. Mà Thánh Huy Mỹ này, không biết ngày hôm nay còn anh con rể nào có thể làm được cái điều này cho bố vợ không? Tức là khi hai bố con bị bắt rồi, thì khi vua bắt là phải bỏ đạo, không bỏ thì bị đánh đòn. Thánh Huy Mỹ là con rể, thấy cha vợ của mình già yếu, là đứng ra để chịu đòn thay cho bố mình 3 lần. Có nghĩa là tổng cộng ông ta bị chịu đánh 50 roi. 500 roi, con xin lỗi, 500 đòn roi. Có anh rể nào ngày hôm nay dám đứng ra để lãnh đòn dùm cho bố vợ không? Hôm nay đi hội thảo về bắt trước Thánh Huy Mỹ cái coi. Hay là có cô con dâu nào lãnh đòn dùm mẹ vợ, mẹ chồng không? Hay là ngược lại, có mẹ chồng nào lãnh đòn dùm cho con dâu không? Có thể làm được. Các thánh làm được, chúng ta cũng làm được. Nếu như có ơn Chúa, không có việc gì mà chúng ta không làm được. Thánh Mỹ Huy Mỹ luôn luôn cầu nguyện ngay trong gia đình. Vợ chồng con cái cũng thường xuyên cầu nguyện. Vợ của ông đã nói, kể về Thánh Mỹ như thế này, trong khi mà giáo hội đang tìm hiểu để phong chân phước cho Thánh Huy Mỹ, thì bà vợ, tức là bà Lý, đã nói như thế này: gia đình tôi sống trong hòa thuận yêu thương. Ông Mikae chuyên chăm đạo đức, dự lễ hàng ngày. Nếu vợ con hay người giúp việc bận rộn không đi lễ được, ông bắt phải đọc kinh chung và nghe sách thiêng liêng để suy niệm. Ông xưng tội nhiều lần trong năm. Mỗi lần, ông kỹ lưỡng xem xét 2 ngày trước. Mùa chay, ông giữ chay các ngày thứ 4 và thứ 6. Ông không uống rượu, không đánh bạc hay to tiếng với ai bao giờ.
Và cái điều rất là cảm động đó là khi dân làng thương ông, thấy ông bị bắt thì muốn đóng tiền để mà chuộc ông về, thì ông đã nói như thế này: cảm ơn lòng tốt của dân làng nên để tiền đó giúp vợ con tôi mở tiệc mừng khi đưa thi hài của tôi về. Và khi trước khi mà ông ta bị tử hình xử trảm thì con gái của ông và vợ của ông đã đến thăm. Và cái câu chuyện như thế này còn cảm động lắm, cho nên con xin được đọc nguyên văn. Người con gái ông Lý, cô Mỹ, tuy mới 12 tuổi, cũng lén theo mẹ ra tỉnh tìm cách qua 3 lần qua cửa của lính gác để vào để nói với cha như thế này: xin bố can đảm chịu chết vì Chúa. Cậu con trai Trường mới 9 tuổi, con trai ông Lý Mỹ, không đi xa được, cậu cũng cố gắng nài nỉ người dân làng đi thăm, chuyển lời đến ông như thế này: bố đừng lo cho chúng con, bố hãy an tâm vững lòng xưng đạo và chịu chết vì đạo. Còn bà Lý, bồng con mới sinh được mấy tháng ra thăm chồng, trao cho chồng ẵm một lúc, bà thấy những cực hình chồng phải chịu, bà không cầm được nước mắt, bà nói trong nghẹn ngào: vợ con ai mà chẳng thương tiếc, nhưng ông hãy hy sinh vác thánh giá rất nặng vì Chúa. Hãy trung thành với Chúa cho đến cùng. Đừng lo nghĩ về mẹ con tôi, Thiên Chúa sẽ quan phòng tất cả. Đến thăm ông lần này có lẽ là lần sau hết. Cầu xin Chúa cho ông vâng theo thánh ý Chúa. Ông Lý Mỹ lòng đau như cắt. Ông biết rằng sự ra đi của ông sẽ là nỗi đau thương vô cùng cho vợ con, nhưng vẫn tin vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ông bình tĩnh an ủi vợ: lời bà khuyên nhủ đốt thêm lửa kính mến Chúa trong lòng tôi. Bà đem con về săn sóc chúng thay tôi. Sớm tối cầu nguyện, ngày sau gặp bà và các con chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi quê thật là nước thiên đàng. Lời khích lệ của vợ con ông Lý như được tăng thêm sức mạnh, nên càng vững tin hơn, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1838, ông Lý được giải ra pháp trường. Đến pháp trường 7 mẫu, 3 vị chứng nhân quỳ xuống cầu nguyện một lúc. Ông Lý Mỹ xin xử cha Jacobe Mai Năm và ông Anton Nguyễn Đức trước. Quan chấp thuận, ông Lý bị chém sau cùng. Ông Michael Lý Mỹ lãnh phúc tử đạo, chiến thắng tất cả những thử thách cực hình vì tình yêu tuyệt đối vào Đức Giêsu Kitô. Chúng ta thấy đời sống cầu nguyện đã nâng đỡ cho Thánh Huy Mỹ, đã nâng đỡ cho vợ con của ông trong những ngày tháng đau khổ nhất. Có lẽ là không còn một cái đau khổ nào khi chúng ta phải chia tay với những người thân yêu nhất của chúng ta, biết rằng những người thân yêu của chúng ta sẽ ra đi mãi mãi, nhưng mà chúng ta đứng đó nhìn nhưng mà không làm được cái gì cả. Không có cái cảm giác đau đớn và thất vọng nào hơn là cái cảm giác đó. Nhưng mà chính vì đời sống cầu nguyện đã nâng đỡ để rồi cho chính Thánh Mỹ, cho vợ của ông, cho các con của ông trung kiên với đức tin cho đến cùng. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Trong những lúc gian nan nhất, những lúc khó khăn nhất, chính đời sống cầu nguyện, chính đức tin công giáo sẽ nâng đỡ chúng ta. Và có lẽ rằng khi chúng ta đau khổ nhất là khi lúc lời cầu nguyện của chúng ta chân thành nhất. Lời cầu nguyện của chúng ta lúc đó thực sự đến từ con tim của chúng ta, chứ không phải chỉ bằng lý trí của chúng ta không. Trong những lúc đau khổ nhất, có lẽ là lời cầu nguyện của chúng ta thật tình đến với Chúa nhất. Cầu nguyện để rồi chúng ta được vững tin. Cầu nguyện để rồi chúng ta can đảm chấp nhận phó thác vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Cầu nguyện để rồi linh hồn của chúng ta được thở. Cầu nguyện để rồi chúng ta được sống ở đời này, và cầu nguyện để rồi chúng ta được sống đời đời ở sự sống đời sau. Con xin tạm dừng ở đây để cho quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì. Có một thằng em, nó có vợ con, nó bây giờ lớn hết rồi, mà giờ nó có vợ nhỏ. Rồi con lúc trước thì con ủng hộ giúp cho nó cũng nghèo mà. Nó nghe lời cái cô đó rồi thương, ở với cô đó, bỏ vợ bỏ con.
mà bây giờ con buồn, con giận, con không có tiếp xúc cho nó tiền bạc nữa. Nếu con nghĩ, theo con nghĩ, con cho tiền bạc thì để nuôi cho cái cô đó hoài, ở với nhau là cái sự tội lỗi. Rồi con sợ con có tội, con hỏi cha ý kiến. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn bà. Bà không cho tiền giúp đỡ đó thì cũng được, nhưng mà bà nên nói chuyện và không nên giận. Con biết rằng điều này khó lắm, nói thì dễ nhưng mà làm không dễ. Giờ con muốn nói tới điều này là bởi vì sao? Khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài nói rằng gì? Là nếu mà người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, chỉ có những người ốm đau mới cần đến thầy thuốc. Giữa những người công giáo của chúng ta ở đây cũng vậy. Nếu như mà chúng ta cùng ai thánh thiện tốt lành, thì có khi chúng ta cũng không cần đến nhau nhiều lắm đâu. Bởi vì chúng ta còn yếu đuối, chúng ta còn thiếu sót, chúng ta còn là kẻ có tội. Cho nên chúng ta cần có nhau, cần có nhau để cầu nguyện cho nhau, cần có nhau để nâng đỡ nhau. Một người té thì có người nâng, hy vọng rằng rồi một ngày nào đó người đó sẽ mạnh mẽ để đứng lên. Mà một cái ví dụ cụ thể là gì? Là ngay cả một vị thánh tử đạo của chúng ta, đó là Thánh Huy, cũng đã là một người công giáo, đã từng có hai vợ rồi. Nhưng mà khi mà bị bắt đạo rồi thì quan nói với Thánh Huy là gì? Ông có sống đạo ra cái gì đâu? Ông là người công giáo mà ông cũng hai vợ, thì bỏ đạo đi mà bước qua thánh giá mà về mà sống chứ, sống với hai bà vợ cho nó sướng chứ, làm gì giả bờ là người công giáo bây giờ. Nhưng mà Thánh Huy nghe điều đó, ông đã nói rằng gì? Đúng, tôi biết ngày xưa tôi đã sai, nhưng mà tôi không thể nào mà bỏ đức tin của tôi được. Và Thánh Huy đã quyết định bỏ cái người vợ bé thứ hai đi, chỉ trung thành với người vợ đầu thôi. Và là sau này khi đã ra rồi còn trở về quyết định đi bộ 20 ngày đường từ Nam Định vào Huế để nhất định lên kinh để tuyên xưng đức tin của mình thêm một lần nữa với vua, và cuối cùng phải đưa ra ngoài bãi biển và chém thân xác ra làm đôi. Cho nên cũng có những người đã tội lỗi và cũng trở nên thánh. Hay là có một câu nói là gì? Là không có một vị thánh nào mà không có một quá khứ. Chúng ta là ngày nào còn sống, chúng ta có đức tin là chúng ta còn có cơ hội. Là người công giáo, chúng ta phải tin và chúng ta phải luôn luôn hy vọng vào một cái gì đó tốt đẹp hơn. Cho nên em của bà có thể là đang làm sai, nhưng mà hơn bao giờ hết đang cần lời cầu nguyện của bà, đang cần gương sáng đức tin và cách riêng là cái sự bác ái của bà, để hy vọng một ngày nào đó sẽ được hoán cải. Cha, con có hai câu hỏi để xin cha giải đáp. Câu hỏi thứ nhất về chuỗi mân côi sống. Như chuỗi mân côi sống á, thì 50 kinh, thì 5 người nhận mỗi người 10 kinh và hứa với nhau sẽ đọc hàng ngày và cho suốt cuộc đời. Chẳng hạn như một người đã mất, hoặc là lý do nào khác một người đó còn sống mà không đọc, thì chuỗi mân côi đó có được đủ để nên tốt đẹp hay không trong chuỗi mân côi đó? Và câu hỏi thứ hai nữa là khi vị thờ phượng các ảnh tượng trên bàn thờ những người công giáo, con thấy những vị chưa được phong thánh, ảnh tượng vẫn được đặt trên bàn thờ ngang hàng với các thánh trên bàn thờ Chúa, như thế có được hay không cha? Xin cha làm ơn giải đáp. Xin cảm ơn cha. Vâng, cảm ơn ông. Khi chúng ta cầu nguyện chuỗi mân côi sống thì chúng ta cầu nguyện khi còn hai người còn sống, hoặc là khi chúng ta đọc cả hai người đều đọc. Nếu một lý do gì đó một người qua đời hay một người không đọc nữa, thì tất nhiên là cái phần đó là tạm thời không có, nhưng mà chúng ta vẫn trung thành. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện đó là chúng ta cố gắng làm một cách trọn vẹn và đạo đức. Còn cái ân sủng của Chúa ban như thế nào đó, đó là quyền của Chúa. Ví dụ con đưa ra một cái này, có thể là nó không hoàn toàn trực tiếp nhưng mà sẽ giúp cho quý vị hiểu được cái câu trả lời của con. Trong thư của Thánh Phaolô tông đồ thì Ngài hay nói rằng anh chị em hãy cầu nguyện một cách liên lỉ, có nghĩa là gì? Hãy cầu nguyện một cách liên tục. Theo lời của Thánh Augustino cũng như của Thánh Thomas tiến sĩ thì các ngài trả lời như thế này, là chúng ta không thể nào cầu nguyện liên lỉ, không phải là cứ một ngày 24 rồi không ăn, không ngủ, không làm gì cứ cầu nguyện. Cái điều đó không được. Nhưng mà chúng ta có thể cầu nguyện liên lỉ, hay nói cách khác là cái chuỗi mân côi đó có thể sống được là như thế này. Ví dụ, cầu nguyện liên lỉ thứ nhất là chính cái lòng ao ước của chúng ta cũng là một lời cầu nguyện rồi. Có nghĩa là gì? Là bây giờ chúng ta cầu nguyện được buổi sáng thôi, nhưng mà trong lúc sáng, trong một ngày sống, chúng ta luôn luôn có cái lòng ao ước được sống trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta nhớ về Chúa, chúng ta ao ước về cái đời sống cầu nguyện, thì chính cái đó là cái cách cầu nguyện liên lỉ của chúng ta. Cái cách cầu nguyện liên lỉ thứ hai là gì? Là bằng những việc bác ái.
Khi chúng ta làm những cái việc bác ái là cũng là đang lúc chúng ta cầu nguyện. Bởi vì sao vậy? Các con hãy làm những cái việc này để rồi sao? Người ta nhìn thấy mà tôn vinh cha các con ở trên trời. Khi chúng ta làm những việc tốt lành bác ái thì những người được nhìn thấy, được hướng sử dụng, họ sẽ chúc tụng Thiên Chúa vì những cái việc làm đó, những cái việc làm bác ái tốt lành của chúng ta cũng là những lời cầu nguyện, những lời chúc tụng. Cho nên vì vậy mà những cái chuỗi mân côi của chúng ta, chuỗi mân côi sống có nhiều cách để chúng ta cầu nguyện. Trừ trường hợp là chúng ta cố tình, còn nếu như ngoài ý muốn một người đã qua đời hoặc là những cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta, Thiên Chúa biết cái điều đó và Thiên Chúa vẫn có những cách để Thiên Chúa bù đắp cho chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn của chúng ta. Còn trọn vẹn như thế nào và ân sủng bao nhiêu thì hãy để cho Chúa lo cái việc đó. Cái câu hỏi thứ hai là việc thờ phượng đặt hình của những người đã qua đời. Thực sự ra đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận vấn đề đó. Con biết là người Việt Nam của chúng ta có những cái sự sùng kính với một số các đấng các bậc đã qua đời và là những người tốt lành. Chúng ta có thể rằng treo hình, treo ảnh của người đó ở một cái nơi nào đó, không nên để một cách nó ngang hàng lập tượng. Là bởi vì theo nếu như con không lầm đó, thì nếu như một người nào đó chưa được phong thánh, chưa được giáo hội công nhận, mà cái nơi nào đó đã làm những cái chuyện đưa người đó như lên làm thánh thực tượng này kia, thì đôi khi cũng sẽ có thể bị giáo hội phạt và không có cái tiến trình phong thánh, có khi phải bị đình trệ trệ trở lại. Cho nên chúng ta là người sống có đức tin, khi chúng ta cầu nguyện chúng ta cũng phải tỏ lộ niềm tin của chúng ta cho nó phải đúng đắn. Ví dụ như là giáo hội của chúng ta cho hình tượng của Chúa, Đức Mẹ, các thánh, rồi tới hình của ông bà tổ tiên. Giáo hội khuyến khích con cái có hiếu thì chính chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta quý mến, tôn trọng một vị nào đó chúng ta cho là thánh thiện, chúng ta cũng có thể để hình của các vị đó, nhưng mà có thể là như những người tổ tiên đáng kính của chúng ta thôi, chứ không có nên tôn kính như là các thánh ngang hàng được. Là bởi vì cái điều đó có lẽ là cá nhân thì chúng ta làm điều đó, nhưng mà nếu như gây ra những cái sự hiểu lầm về đức tin thì cái điều đó không nên. Chúng ta nên ý thức về những vấn đề đó. Ngay cả chúng ta trang trí những hình ảnh, tường ảnh trong nhà của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải thể hiện niềm tin của chúng ta. Chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà thôi, gọi là chúng ta thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi, tôn kính, gọi là duy tôn một Thiên Chúa thôi. Và đối với Đức Mẹ thì chúng ta gọi là biệt tôn, có nghĩa là chúng ta tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Còn đối với các thánh thì chúng ta tôn kính các ngài. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta chia sẻ đức tin với con cái của chúng ta hay là những người không công giáo, thì như vậy người ta mới dễ hiểu về đức tin của chúng ta và không dẫn đến những cái sự sai lầm. Nãy giờ thì con cũng rất là tâm đắc những lời cha nói về cầu nguyện, nhưng mà cũng có một câu mà Chúa dạy là hãy cầu nguyện cho cả kẻ thù. Vậy thầy phải hiểu như thế nào là kẻ thù, và nếu không làm cái chuyện này thì có mắc tội không? Thưa xin cảm ơn cha. Vâng, cảm ơn ông. Ở đây có ai có kẻ thù không? Con tưởng là đến đây là cầu xin Đức Mẹ là giờ thánh thiện hết rồi, không còn kẻ thù nữa rồi chứ. Kẻ thù thì như thế này. Khi trong kinh lạy cha chúng ta xin sao? Xin cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có nợ chúng con. Tất nhiên, nói dễ, làm không dễ. Nhưng mà đi theo Chúa là đi qua con đường hẹp, không phải con đường rộng. Đi theo Chúa là cùng vác thập giá với Chúa, cùng chết để rồi cùng sống lại với Chúa. Chết ở đây không nhất thiết là chết phần xác, mà phải chết với cái tôi của chúng ta mỗi ngày. Và một trong để tha được cho kẻ thù của chúng ta là chúng ta phải chết đi với cái tôi của chính bản thân của mình. Bởi vì Thánh Gregory cả, ngài có nói một câu như vậy: chỉ có những kẻ không biết xấu hổ, chỉ có những con người vô liêm sỉ mới xin Chúa tha tội cho mình mà lại không muốn tha thứ lỗi lầm cho người khác. Trong chúng ta có ai muốn bị gọi là người không biết xấu hổ, người vô liêm sỉ không? Nếu như chúng ta hàng ngày vẫn phạm tội, vẫn xúc phạm đến Chúa, vẫn làm cho Chúa đau lòng, và chúng ta vẫn có niềm tin và can đảm để xin Chúa tha tội cho chúng ta mỗi ngày, thì chúng ta cũng hãy xin Chúa ban ơn để rồi con từ từ tha thứ được những lỗi lầm cho những người làm hại cho con. Có lẽ với sức con người của chúng ta không làm được điều đó đâu. Nhưng mà chúng ta tin rằng Thiên Chúa quyền năng, với ơn Chúa giúp, từ từ với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ làm được cái điều đó.
như hôm qua con có chia sẻ, là nếu như chúng ta giận thù nhau đến mức độ rằng gì, là nếu như chúng ta gặp mặt nhau, chúng ta sẽ đi một đường khác, không bao giờ hai người đi cùng một đường. Thì ngày hôm nay khi tham dự Đại hội Thánh Mẫu về rồi, tham dự buổi hội thảo này về rồi, thì gặp nhau không chào hỏi nhau được, thì thôi ít nhất là đi cùng với nhau qua một cánh cửa đi. Chúng ta từng bước từ từ tập, từng chết đi với cái tôi của mình từ từ, bởi vì chỉ có chết với Đức Kitô thì chúng ta mới sống với Đức Kitô mà thôi. Chứ còn chúng ta luôn luôn để cho cái tôi của chúng ta sống một cách mạnh mẽ mãi, thì làm sao chúng ta có chỗ cho Chúa ngự vào lòng của chúng ta được. Cho nên cần phải có sự tha thứ và cần phải cầu nguyện để xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta, để chúng ta có thể làm được cái điều đó. Bởi vì sức con người không thể làm được, chúng ta cần ơn Chúa để làm cái điều đó. Kính thưa cha, tại vì con có đọc câu hỏi này rồi, con tóm gọn để cho nó lẻ luôn, thì cha trả lời câu hỏi này cho vị giáo dân. Là nói là con chỉ là một giáo dân thường thôi, nhưng mà cũng là người mà tự nguyện đọc kinh thần vụ sáng, kinh sáng, kinh chiều, vân vân. Thì nếu mà giả sử như quá bận rộn để rồi kinh sáng vào giờ trưa mới đọc kinh sáng, vào giờ chiều mới đọc kinh trưa, và giờ tối mới đọc kinh chiều, thì khi mà đọc như vậy có được ân ích gì không? Đó là một vị nói như vậy. Và trong giờ đọc kinh trưa như vậy đó, thường thường có 3 giờ, như là giờ 3, giờ 6, giờ 9, mà chỉ có 3 bài thánh vịnh thôi, thì nên đọc như thế nào? Vâng, em cảm ơn Thầy. Con nghĩ rằng có cha triều nào ở đây không, có cha xứ nào ở đây không, con nghĩ rằng cha xứ trả lời cái này tốt nhất. Là bởi vì quý vị biết đó, là không dễ dàng mà đọc các giờ kinh thần vụ chia ra các giờ đâu. Chúng con là các đan sĩ, chúng con sống trong đan viện, và đời sống của chúng con được chạy vòng theo các cái giờ kinh thần vụ. Cho nên cái schedule, cái thời khóa biểu mỗi ngày của chúng con đã được lập ra để đọc những giờ kinh đó rồi. Nhưng mà quý vị thì không sống ở trong cái môi trường đó, cho nên giữ được những giờ kinh đó rất là khó. Cho nên đôi khi, ví dụ nếu con không lầm thì có một số các cha xứ, bởi vì cái thời khóa biểu các ngài cũng rất là bận rộn, cho đôi khi các ngài nguyên buổi sáng thức dậy dành nguyên một giờ đọc rất là nhiều giờ kinh đi, để rồi trong ngày có thể đi làm những việc mục vụ khác. Và tất nhiên đó không phải là cái việc làm lý tưởng, nhưng mà đôi khi vì hoàn cảnh chúng ta bắt buộc phải làm như vậy. Chúa thông cảm, như con nói, ngay cả khi cầu nguyện chia trí thì cũng vẫn còn ơn ích. Thì huống gì là khi chúng ta cầu nguyện kinh thần vụ với lòng tự nguyện, thì chắc chắn rằng tất nhiên là không phải lý tưởng, nhưng mà khi chúng ta thành tâm cầu nguyện, chắc chắn Chúa sẽ vẫn ban ơn và vẫn sẽ có ích cho chúng ta và cho những người khác. Thưa cha, con ngắm nhìn hình các thánh tử đạo trên đó, rồi con thấy có các vị tử đạo cầm cái nhánh cây đó cha. Nó có ý nghĩa gì thưa cha? Cái nhánh cây thiên tuế này đây này, đây là tượng trưng cho những người tử đạo. Thông thường quý vị thấy các thánh đó, là ví dụ như những thánh nữ mà cầm một cái cành hoa huệ, đó là tượng trưng cho cái sự trinh trong, các thánh đồng trinh. Còn khi thấy các thánh mà cầm cái nhành lá đó đó, là tượng trưng cho những vị tử đạo, cái thành cành lá thiên tuế, tức là những người đã chiến thắng qua trong đức tin, những người đã chiến thắng qua chính cái chết trần gian này. Cho nên đó là cái dấu hiệu của những vị tử đạo. Vâng, xin tất cả chúng ta cho cha Nguyễn Thiết Thắm một tràng pháo tay thật lớn ạ. Con hướng về Chúa khi khổ đau đời heo tàn, khi đời cô đơn sâu, khi tương lai bao mịt mùng. Con hướng về Chúa trong lúc an vui cuộc đời, con say sưa trong tình mến, con vững tin cho trọn đời. Từ bình minh con kêu lên Chúa, và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con nu hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu, Chúa nên sức mạnh. Khi tối tăm, nên nguồn ánh sáng. Chúa ơi, mai ngày khi đời con sẽ bóng, Chúa nên phần phúc trên thiên đàng.
Một lần nữa con xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em đã bỏ thời gian để cùng với con chúng ta học hỏi, để cùng lắng nghe, để lời của Chúa cũng như qua lời của Thánh giúp cho chúng ta cầu nguyện một cách sốt sắng hơn. Và con cũng xin rằng quý vị tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em tu sĩ chúng con, hay cách riêng cho con, để rồi chúng con luôn trung thành trong ơn gọi của mình, để rồi chúng con luôn sống xứng đáng với những gì mà Chúa đã tặng ban cho chúng con. Như hôm qua con chia sẻ 10 năm rồi, nhưng mà ngày hôm qua con ra ngoài vẫn còn nhiều người nói với con là cha ơi, cha phải coi chừng và phải cầu nguyện rất nhiều, cho nên con xin quý vị cầu nguyện thêm cho con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Amen. Mẹ đầy ơn thương.